Ủa, hôm nay không đi coi bói tiếp cho bảo. Xui xẻo quá, ế quá trời. Chúng ta em nhỏ Sao? tưởng đâu là kiếm được chút tình, ai về ở chung Sao? với tôi. Tôi ngồi tôi tán dóc với bà Tư một hồi rồi cũng chán, chắc về quá. Bà Tư nào? Bà Tư có quán nhậu ở dưới hè đó, ở đằng kia kìa. Bà không có nhậu đó lần nào à? Không, tôi cứ vô đó lắm, vô đó chán lắm, thích người ngủ mình. Còn ấy về dưỡng dưỡng lão, kêu ông Phước với Lâm đi uống cho vui. tôi nói thiệt với ông nha, cả cái nhà dưỡng lão chỉ có một mình ông là khó hiểu nhất á. Sao có hiểu thì hả? đó, Thì sao? hành tung bất định, nhân thân bất minh Sao lại bất minh? thì đó, ông hoài ông việt này ai tôi cũng biết từ đâu tới hết á, gia đình ra sao, vợ con thế nào, Biết anh hả? chỉ có ông tôi không biết gì hết. Nha, gia đình tôi sao? Bà hỏi mà không biết để làm gì? Để bà lao cho cả nước này biết hết cơ nghe sao? Nhiều khi tôi cũng biết chút đỉnh rồi ở chung với nhau ở trong đó mà, để nhiều khi tôi muốn bó cho ông một quẻ thì sao. Cũng có lý. Vậy bà muốn biết chuyện gì? À, thì hồi trẻ vợ con của ông ra làm sao, ông có hay uống rượu làm thơ gì không? Được rồi. Vậy bà muốn biết phải không? Bà muốn biết cái chuyện cuộc đời của tôi phải không? Vậy đi theo tôi, đi theo tôi, đi theo tôi kể cho mẹ. Đi, đi. Đi đi. Sao? Hôm qua ông già nói gì rồi? Ông bán lô đất phía sau vườn á để trả nợ cho thằng thân, cho tôi với thằng họ đứa ít, còn bao nhiêu ông giữ lại. Giữ lại làm gì? Cưới thêm vợ nữa à? Ông đừng có nói bậy á. Nói bậy gì? Bà chấm mắt lên mà coi. Cái máu mê gái á, tới chết không bỏ được. Ông đừng có suy bụng ta ra bụng người được không? Phải rồi, bụng ai cũng toàn Ông là... im đi. Sao anh em sao ông với ba tôi được? Ngày xưa ba tôi lăng nhăng á, vì ông là nghệ sĩ, tính đa cảm. Còn ông là người ham của lạ, là hạng người mất tư cách. Trong đầu ông chỉ có tình dục, chứ có yêu ai bao giờ đâu. Bà nói cái gì? Bà nói gì? Bà nói gì? Tình dục Làm cái gì vậy? hả? Cũng lâu rồi ha. Sao gái bà xem, chẳng phải ngày xưa bà bỏ thằng Đông theo tôi cũng vì 2 triệu đó phải không hả? Ông đừng đi, ông để cho tôi yêu. Tôi xin ông, tôi xin ông mà. Bà nói bà chịu đựng tôi vì thất thế và tiền bạc, giờ ông già cho ít vốn rồi đó, muốn làm thì làm đi, muốn biến thì biến đi.
Bà đi đâu đó? Ông hỏi tôi, bà hỏi là cái gì nữa? Như vậy là ổn rồi, con không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Ba nghĩ sao chuyện này? Con cần phải thay đổi. Dạ, con biết rồi ba. Con sẽ làm lại từ đầu. Hôm qua ba có nói chuyện với anh Ngọ và chị Thịnh. Cái nhà từ đường này thì không thể bán, nhưng ba còn một số tiền gửi ở ngân hàng. Nhưng bấy nhiêu cũng không đủ trả nợ cho con. Chắc là ba phải bán bớt đi mảnh vườn sau nhà. À, phải đó ba. Sau nhà mình còn có một con đường sắp mở. Đất ở đằng sau giờ bán có giá lắm. Có một điều ba muốn nhắc lại với con, là dù ba có bán cái gì đi chăng nữa thì phần con vẫn là con số 0. Con đã phá hết phần của con vào sai lầm vừa qua rồi. Con hiểu chứ? Dạ, con hiểu. Nhưng con không hiểu là tại sao ba biết con nợ nần, mà sao ba không làm việc này từ sớm hơn? Ba biết con nợ nần, nhưng ba không nghĩ là lớn tới như vậy. Lúc đó ba muốn con tự nhận ra sai lầm, chứ lúc đó mà ba đưa con bao nhiêu rồi cũng hết. Nhưng bây giờ, dù phải bắt đầu lại từ con số 0, nhưng ba tin con sẽ biết cách vươn lên. À, đúng rồi ba. Còn chị Thình với anh Ngọ ba tính sao? Tiền bán đất ba sẽ chia cho hai đứa, mỗi đứa một ít làm vốn.
coi như là của thừa kế. Còn bao nhiêu ba sẽ dùng vào một việc mà ba muốn làm từ lâu rồi. Chuyện gì vậy ba? Để con ra mở cửa. Tôi bắt hoài ở nhà không anh thân? Em chờ anh. Mấy đứa vô nhà đi. Ba. Bác. Bác. Bác khỏe không ba? Tụi con mới đi xe từ trên xuống đồi xuống. Ba vẫn khỏe. Dì hai sao rồi? Khỏe không? Dạ, dì hai khỏe. Dì hai gửi lời hỏi thăm ba. À, anh Phước ngồi nói chuyện với ba nha. Em xuống đằng sau chút xíu. Bác Hoài nè, con có chuyện quan trọng muốn nói riêng với bác chút. Vậy à? Bác cháu mình ra ngoài sân nói chuyện đi. Dạ. Giờ này mà ông vẫn còn bình tĩnh ngồi coi tivi à? Chứ giờ bà muốn sao? Hả? Chẳng lẽ bà muốn tôi lấy dao chí vào cổ ông già rồi để kêu ông bán đứt cho nó nhanh hả? Tôi không có ý đó. Nhưng mà tôi tức lắm. Ông không thấy là quá thua thiệt so với thằng Thân à? Thua thiệt gì? Chứ bà không thấy hả? Thằng Thân á, ông già còn phải gánh nợ cho nó. Tiền bán đất á, nó có xu nào đâu. Ông chạm tiêu quá. Ngay cả tiền được hứng nợ á, nó cũng đã nhiều hơn ông rồi. Còn lại thì không được đồng nào á, nhưng mà đã được ở nhà từ đường của ông già. Sau này ông chết á, cái nhà đó nghĩa nhiên là của nó. Biết là vậy, nhưng mà cái nhà từ đường á, ông già đã với chi chúc rồi, chỉ được ở chứ không được bán. Nhưng bán cả cái mảnh vườn to đùng như vậy á, sao ông già cho mình với bà Thịnh có một chút đỉnh à? Hay là ông muốn để dành tiền cưới vợ? Bà đừng nói tầm bậy. Nếu như mà không cưới vợ, ổng cũng để dành cho con riêng của ổng. Tôi nghi ổng có con rơi con rớt nhiều lắm. Con riêng tôi không biết, nhưng mà nếu nói về con nuôi á, chỉ có một mình con Quyên thôi. Không biết là ổng bán được ổng chia nó nhiêu tài. Không nói thì thôi, mà nói thì càng thêm tức. Ông phải làm cái gì đi chứ? Làm gì bây giờ? Giấy tờ ổng đứng tên hết rồi. Bây giờ ổng quyết làm sao? Mình phải chịu vậy thôi chứ sao? Quỷ à? Đã nói là đúng. Lỡ người ta nghe thấy thì sao? Em cứ ngồi xuống đây. Cháu đã phân vân, không biết tính anh nói cho bác biết hay không. Dù biết ý anh Đông là muốn con nói lại chuyện này với bác. Đằng nào thì con cũng đã nói ra rồi. Ta không sao đâu. Thực ra thì lúc trước ta cũng có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi bà ấy chết, vậy giờ bác tính sao? Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Cũng vì ta là người có lỗi. Nếu như lúc trước ta không lăng nhăng, không bỏ bê bà ấy thì đâu đến nỗi. Con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà con hy vọng rằng là sau khi bác biết sự thật này,
mặc cảm có lỗi của bác với bác gái sẽ hết đi. Không, ta vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm trước cái chết của bà ấy. Bác Hoài à, con đã vô tình biết quá nhiều chuyện về gia đình của bác, cho nên con muốn biết luôn là bác gái bác chết như thế nào mà bác cho là mình có lỗi. Hồi đó ta cũng là một nghệ sĩ có tên tuổi, chuyện lăng nhăng tai tiếng thì nhiều lắm. Duy chỉ có một lần, hai người làm cái trò gì vậy? Ta nghĩ bà ấy chỉ nhất thời giận ta thôi, nhưng ta cảm thấy xấu hổ. Anh đi đâu vậy? Anh còn đi theo nó nữa không? Mọi người xung quanh cứ xì xào bàn tán, rồi bỗng có người dặn nói cho ta biết. Anh ơi, anh ơi, cái chị bị mau nè, chuyện gì anh tát đó, chị bị đụng xe ngoài đường rồi kìa. Ủa? Bà ấy bị đụng xe. Lúc đó ta hoang mang lắm, ta nghĩ lỗi là do ta, và ta đã phải tự trách mình rất nhiều. Sau đó thì sao hả bác? Tuy công an không xác định là bà ấy tự tử, nhưng báo chí và dư luận thì đồn đoán, cho rằng bà ấy bắt quả tang ta đang ngồi với nhân tình nên lao vào xe tự tử. Cháu nghĩ sao? Nếu như mà không nghe chuyện anh Đông kể thì cháu nghĩ là bác gái tự tử thật. Nhưng mà giờ thì hồi đó ta đã phải chịu áp lực kinh khủng, bạn bè đồng nghiệp xa lánh, bầu son không dám mời vì sợ lây tiếng xấu. Và kinh khủng nhất là những đứa con, chúng nhìn ta như kẻ thù. Con hiểu. Nếu con là con ta thì con có tha thứ cho ta không? Cháu cũng không biết nữa, vì cháu chưa hề có cái niệm về cha của mình. Mà nếu có tìm gặp được cha, mà mấy có lỗi lớn như thế nào đi nữa thì cháu cũng sẵn sàng tha thứ hết. Cảm ơn con. À, ta hỏi con điều này, mẹ con tên gì vậy? Dạ, mẹ con tên Thúy, mọi người hay gọi là Thúy Kiều, vì bà ngoại con tên Kiều. Vậy mẹ con có nói là ba con tên gì không? Dạ, mẹ con nói ba con tên Hòa. Ông Hoài ơi,